Nguồn gốc và tiếng xấu của hội thánh Đức Chúa trời trên thế giới. Hội thánh Đức Chúa trời là phong trào tôn giáo bắt nguồn từ Hàn Quốc, được truyền bá đến 175 quốc gia và vấp phải không ít sự phản đối. Phong trào này bắt đầu từ năm 1964 do ông An Sang-hong sáng lập. Trụ sở chính của họ đặt tại Bundang, thành phố Sungnam, tỉnh Gyeonggi. Sau khi ông An Sang-hong qua đời năm 1985, phong trào bắt đầu mở rộng hoạt động ra bên ngoài Hàn Quốc và bắt đầu sử dụng cái tên World Mission Society Chuck of God, hội thánh của Đức Chúa Trời, hiệp hội truyền giáo tin lành thế giới, còn gọi là hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ, tạm gọi tắt là WMSCG. Theo trang Wikipedia, đây cũng là tên gọi chính thức cho những chi nhánh được thành lập sau này tại khắp thế giới. Những người đi theo hội này tin rằng An Sang Hong là Chúa Trời Cha và bà Jang Jinja, một nhà đồng sáng lập là Chúa Trời Mẹ. Việc coi An Sang-hong và Jina là chúa trời đã vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ. Hội đồng quốc gia các giáo hội tại Hàn Quốc chính thức lên án hội này là báng bổ và dị giáo. Hoạt động của tổ chức này bên ngoài Hàn Quốc cũng gây không ít tranh cãi. Tại Mỹ, Michael Colon đã đệ đơn kiện hội này hồi năm 2015. Trong đơn kiện dân sự, người phụ nữ sống tại vùng ngoại ô Ridgefield ở bang New Jersey. Cáo buộc Hội Thánh Đức Chúa Trời là giáo phái chỉ chuyên kiếm tiền, sử dụng một số thủ đoạn kiểm soát tâm lý để ngăn thành viên phơi bày những hành vi tội phạm có hại của hội. Cô Colon cho biết đã tham gia các buổi lễ của Hội Thánh Đức Chúa Trời tại địa phương trong hai năm trước khi rời khỏi hội này vào năm 2011, với lý do cô đã bị tẩy não để tin rằng thế giới sắp tận thế. Sáu cựu thành viên khác của hội cũng đưa ra cáo buộc tương tự Colon. Theo trang people.com, họ nói hội này tìm cách cô lập hội viên và ngăn họ gặp người thân, bạn bè bằng cách sử dụng những thủ đoạn kiểm soát thông tin và tẩy não. Sợ hãi và tội lỗi trước những thứ thúc đẩy Phật giáo phái này, họ khiến hội viên có cảm giác sợ hãi rằng tận thế có thể xảy đến bất kỳ lúc nào và cảm thấy tội lỗi vì không làm đủ những điều tốt trước khi tận thế xảy ra. Cô Colon bày tỏ, Hội Thánh Đức Chúa Trời không công nhận lễ Giáng sinh hoặc Phục sinh, khoe có thành viên tại hơn 175 nước, riêng ở Mỹ 175.000 người được cho là đang theo hội này. Các bạn hãy đăng ký kênh youtube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Giải mã hội thánh Đức Chúa Trời chuyên lừa đảo Hiện các thành viên của hội thánh này đang ra sức lôi kéo, dụ dỗ người dân tham gia. Hàng nghìn người đã u mê bỏ nhà cửa, sao nhãng học hành công việc và kéo theo nhiều hệ lụy đau đồng. Thời gian gần đây, cái tên Hội Thánh của Đức Chúa Trời hay Hội Thánh Đức Chúa Trời của mẹ làm nóng dư luận. Những luận điệu của Hội Thánh này về ngày tận thế hay những tư tưởng trái với thuần phong mỹ tục cho rằng con người không phải do cha mẹ sinh ra dẫn tới việc các tín đồ này đập bỏ bát hương thờ tổ tiên. Hiện các thành viên của Hội Thánh này đang ra sức lôi kéo, dụ dỗ người dân tham gia. Hàng nghìn người đã u mê bỏ nhà cửa, sao nhãng học hành và kéo theo nhiều hệ lụy đau lòng tan cửa nát nhà vì hội thánh. Cuối tháng 4 năm 2018, chúng tôi đến gia đình chị Nguyễn Thị Hát ở quận Kiến An, thành phố Hải Phòng để tìm hiểu về việc cô con gái của chị bỏ học đi theo hội thánh Đức Chúa Trời. Không kìm được những dòng nước mắt, chị Hát chia sẻ, con gái tôi vốn ngoan ngoãn, hiền lành, đang là sinh viên năm thứ ba ở một trường đại học ở Hải Phòng, bỗng trở nên u mê bỏ học đi theo hội thánh Đức Chúa Trời. Khoảng một năm trước, tôi bắt đầu phát hiện ra sự bất thường trong tâm lý cũng như sinh hoạt của cháu nó về nhà dù gì tâm sự với tôi là sắp đến ngày tận thế sự sống trên trái đất chỉ là tạm thời cuộc sống trên thiên đàng mới là vĩnh cửu khi ngày tận thế đến tất cả cuốn trôi hết chỉ có ai tin vào chúa phụng sự chúa thì mới được lên con thuyền gì đó để lên thiên đường nó vận động tôi bán nhà cửa để đi theo hội thánh nghe những lời của con tôi chóng váng khuyên con đừng u mê nghe theo những lời mê muội ấy nhưng dường như con tôi đã dính phải thứ bùa mê thuốc lú nào đó. Nó còn lén lút đem vứt cả đồ thờ trên bàn thờ tổ tiên của gia đình ra thùng rác, vì theo như nó, thờ tổ tiên là thờ quỷ dữ. Chứng kiến sự mê muội ấy, chúng tôi xúc nặng nên đã nhốt con ở nhà. Tuy nhiên lợi dụng lúc sơ hở, nó đã bỏ ra ngoài đi theo cái hội thánh của Đức Chúa Trời. Khi phát hiện ra con đang sống bầy đàn, hàng ngày đi bàn bóng bay, tối về nghe giảng đạo ở một ngôi nhà ở quận Kiến An. Tôi đã tìm tới bắt nó về, nhưng chẳng được mấy bữa nó lại trốn đi. Tới nay đã hai tháng trôi qua, tôi chẳng biết nó hiện đang ở đâu. Tương tự như chị Hát, anh Đoàn Thế Hát ở xã Ngũ Lão, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng kể. Tôi xây dựng gia đình năm 2014, vợ là Bùi Thị Ích, 26 tuổi. Đến cuối năm thì sinh được cậu con trai. Khi con tôi được 3 tháng tuổi, vợ tôi mang theo tiền cùng mấy đứa bạn bỏ nhà, bế con đi mất tích tôi phải trình báo với chính quyền địa phương nhờ tìm giúp cả gia đình tôi phải lặn lội đi tìm mấy tháng trời mới thấy vợ con mình đang ở một ngôi nhà chật hẹp bần thỉu với hàng chục người khác tôi tìm hiểu thì được biết chỗ này là nơi sinh hoạt của hội thánh đức chúa trời ở xã hoa động huyện thủy nguyên quá xót xa tôi tìm cách đưa được bằng được vợ con về nhà chăm sóc khi về nhà vợ tôi trong tình trạng như người rời cứ đơ đơ rồi nhân lúc tôi đi vắng đã đập bỏ hết bát thương trên bàn thờ về tôi hỏi làm sao làm thế, thì cô ấy bảo thờ ông bà là thờ ma quỷ. Theo tìm hiểu của chúng tôi, những người đã bị dụ dỗ vào tứ hội thánh này thì tính tình, cách ăn uống cũng không như trước, ăn rất ít và sinh hoạt rất bẩn, sợ nước và có khi bốn ngày chẳng tắm giặt gì. Mỗi ngày ngồi góc tối khoảng 2 tiếng chắp tay lầm bầm. Con người không phải do bố mẹ sinh ra mà từ hòn đất nặn ra, cát bụi về với cát bụi. Nếu ai chết sớm thì được tàu Sion trở đến thiên đàng. Chị Hát và anh Hát là hai người trong hàng trăm gia đình tan nát vì những người thân mù quáng đi theo tứ tôn giáo, mang tên Hội Thánh Đức Chúa Trời. Thứ hội thánh này đã đang len lỏi vào các trường học, thôn làng, ngõ phố và làm đảo lộn cuộc sống của biết bao gia đình. Trước đó, theo tin báo của quần chúng nhân dân, công an huyện Thủy Nguyên cũng đã liên tục phát hiện, ngăn chặn một số vụ việc tuyên truyền lôi kéo người dân tham gia hội thánh Đức Chúa Trời trái pháp luật ở các xã Hòa Động, Lâm Động và Hòa Bình thuộc huyện Thủy Nguyên. Đóng tiền nuôi hội thánh Cái tên hội thánh Đức Chúa Trời lần đầu được báo chí nhắc tới cách đây gần một tháng với thông tin xuất hiện tại Hải Phòng. Thông tin này khiến nhiều người nghĩ rằng tà đạo này xuất hiện tại Hải Phòng sau đó lan sang các địa phương khác. Chia sẻ với phóng viên, một lãnh đạo công an thành phố Hải Phòng cho biết, thực tế hội thánh của Đức Chúa Trời đã xuất hiện ở nhiều địa phương khác trước khi bén rễ vào Hải Phòng Tuy nhiên, ngay sau khi phát hiện ra sự có mặt của hội thánh này, công an Hải Phòng đã vào cuộc điều tra làm rõ. Chính vì thế báo chí mới nhắc nhiều đến Hải Phòng, một số người nhầm tưởng rằng nó xuất phát từ Hải Phòng. Theo đó, từ cuối năm 2017, công an Hải Phòng liên tiếp triệt xóa nhiều tụ điểm truyền đạo trái phép mang tên hội thánh của Đức Chúa Trời. Khi bén rễ ở các địa phương, tổ chức này thực hiện như mô hình bán hàng đa cấp, theo đó họ tuyển chọn, đào tạo ra những hạt nhân là những đối tượng khéo ăn nói, vận động để trở thành người trưởng nhóm. Trưởng nhóm có trách nhiệm vận động để kết nạp những thành viên mới, cứ được 10 người trở lên là có thể tổ chức giảng đạo và các thành viên trong nhóm ấy lại tiếp tục nhiệm vụ đi kêu gọi, vận động thành viên mới để lên trước trưởng nhóm. Theo những nạn nhân đã từng tham gia hội thánh Đức Chúa Trời ở Hải Phòng và người thân của họ cho biết, những người đã được tuyển chọn khi nghe giảng đạo đều phải tự nguyện cho vào phong bì đã in sẵn chữ cha mẹ yêu anh em rất nhiều. Do người giúp việc của trưởng nhóm đưa, mỗi ca nghe giảng đạo 2 giờ là 50.000 đồng, có những người tham gia một ngày 3 ca thì nộp 150.000. Còn với những người ở lại luôn thì sẽ được trưởng nhóm bố trí hàng ngày đi chạy xe ôm với nam giới, nữ thì bán bóng bay, bán mỹ phẩm, cuối ngày về cho tiền vào phong bì rồi nộp cho trưởng nhóm, thường là 100 đến 200.000 đồng. Có những ai vẫn đi làm ở những nơi khác mà tham gia thì nộp 10% tổng thu nhập tháng. Các bạn hãy Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch nói gì về hội thánh của Đức Chúa trời? Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch cho rằng nếu hội thánh của Đức Chúa trời gây ảnh hưởng xã hội và trật tự an ninh sẽ có quy phạm pháp luật điều chỉnh. Tại cuộc họp báo thường kỳ quý 1 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, bà Ninh Thu Hương, cục trưởng cục Văn hóa cơ sở đã nêu quan điểm của bộ về hiện tượng người dân tham gia hội thánh của đức chúa trời theo bà hương việc đây có phải là một tôn giáo hay không thuộc thẩm quyền xem xét của đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về tôn giáo với nhiệm vụ quản lý nhà nước ban tôn giáo chính phủ sẽ trả lời chính thức nó có thực sự là tôn giáo hay không bà nói từ góc độ quản lý văn hóa bà hương cho rằng sẽ phải xem xét để trả lời câu hỏi đó có phải là mê tín dị đoan hay không việc chúng ta khẳng định đó là mê tín dị đoan hay không còn phụ thuộc nhiều yếu tố cái thứ nhất là hình thức thể hiện thứ hai là hậu quả theo chính sách hiện hành người dân được tự do tín ngưỡng với các hoạt động tín ngưỡng danh giới tín ngưỡng với mê tín dị đoan rất khó xác định trong thực tế bà hương nói mặc dù vậy theo bà hương nếu hội thánh đức chúa trời theo đúng phản ánh gần đây trên truyền thông đang mang lại hậu quả xấu cho xã hội như việc có những người mê tín đến mức bỏ tục thờ tổ tiên, bỏ công việc, thậm chí về bán nhà bán cửa để cùng sống với hội một thời gian, không chăm sóc cuộc sống riêng thì sẽ có những quy phạm pháp luật khác điều chỉnh. Đề nghị các nhà báo vào cuộc, thông tin với ban tôn giáo chính phủ. Bà Hương khẳng định trong phạm vi chức năng, bộ sẽ có biện pháp để góp phần vào việc giải quyết hiện tượng như các báo nêu trên hội thánh của đức chúa trời là hiện tượng gây xôn xao thời gian gần đây khi một số người dân theo đạo này xa rời chính gia đình mình chẳng hạn mới đây tại hải phòng xuất hiện một số người tự xưng là hội thánh của đức chúa trời và dùng các tài liệu không rõ nguồn gốc để tuyên truyền lôi kéo người dân và có biểu hiện trục lợi hoạt động này đã khiến một số gia đình ly tán sinh viên bỏ học để tham gia một số người tham gia còn đòi gia đình bỏ bàn thờ tổ tiên theo phản ánh của một số người dân Người tham gia tổ chức này phải nộp 10% thu nhập mà không biết để làm gì, ai giữ? Cơ quan công an còn xác định một số đối tượng truyền đạo từng có tiền án nghiện ma túy và cảnh báo để người dân cảnh giác. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của trí thức vô tận để đón xem các clip tiếp theo.